Dạ, kênh Bô Sa Lục Tĩnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay tiếp tục ghé lại vườn của anh Hải của chú tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Giới thiệu đến quý cô chú một lô cây mới của anh, đặc biệt có nhiều cây cũng to khủng ha. Dâu rồi khế rồi seri ha. Và có một số cái cây nhỏ nhỏ chẳng hạn như sứ nữa quý cô chú. Thì con mời quý chú cùng xem trong clip hôm nay. Mình yêu mến thì ủng hộ cho anh ha. Dạ, rồi em chào anh Hải ơi. Em chào anh Khánh, ơi. Chào cô chú anh chị. Hôm nay em có một số cây giao lưu của chú anh chị nha. Mong được sự ủng hộ của chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939573957. Số đó là số lô của chú anh chị. Rồi. Rồi em mất thời gian mình vô cây số 1 của anh Khánh ơi. Cây này cây sứ thần tài anh Khánh ơi. Dạ, sứ thần tài anh ha. Hoa nó đậm hơn sứ ánh dương anh ha. Hoa đậm. Đậm. Quá cây trời ơi. Rộ hoa heo chú. Cái này gột để em quay vòng đi. Dạ, quay vòng đi rồi vô số đo như thế này. Dáng bạc phong gió lùa. Siêu siêu gì đó ha chú. Quá trời hoa rực rỡ. Rồi cây này cao hơn mét lên mét đi. Rồi tán ngang mét luôn thế này. Dạ. Rồi bộ bành này qua 26. Quanh cũ là 73 là của trên rồi, ở dưới là còn dưới. Dạ, còn nữa anh ha. Cái cũ to lắm ở dưới này. Dạ. Cũ cũng sạch anh Hải. Sạch sẽ, không có thối bọ, không có thối gì trơn. Không thối mục gì hết. Dạ. Rồi. Dạ, cây này nhiêu anh Hải ha? Rồi, cây số 1 này xin giao lưu của chú anh chị là 1,6 triệu. Nè, ở gần là em tặng chậu luôn. Dạ. Ở xa là em rút chậu ra. Rồi. 1,6 triệu thôi anh ha. Ờ. Gần là xếp luôn chậu hả chú. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Rồi, số 2 cũng là cái sứ nữa của chú anh chị ơi. Cây này thì cây này chắc anh dương quá. Dạ. Thấy sao bằng nó có trắng anh dương. Tại cái sung thì bông đậm hơn. Rồi, 1m5, chiều cao 1m5. Rồi, tán ngang 90. Cái này cái củ sẩm cao của chú anh chị. Rồi, vị trí này là 42. Giờ 42 anh ha. À. Đặt cái nén. Cái này thì cũ nó cũng khá đơn giản. Rồi, cái cũ nó 80. 80. Dạ. Rồi cái này giá nhiêu đây? Rồi cái này xin giao lưu của chú anh chị là 1,5 triệu. Cái này nó có cái thân nó to lắm của chú anh chị. Của chú ha. Ở gần em tặng chậu luôn của chú anh chị. Cái này mình ép chậu để bonsai cũng đẹp mà. Cây già. Sứ già. Dạ, cũng liên lạc sạch sẽ ha. Ừ. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi, số 3 cũng là cái sứ, mà cái sứ này cái này lo này lo gì em không em có không biết luôn. Em cũng không gành sứ nhưng mà cái màu hoa này màu hồng cũng đẹp lắm chú. Ờ, cái này em không gành luôn của chú chị ơi. Dạ. Em chỉ biết màu hoa vậy đó. Chứ em không biết kêu gì gọi là tên gì luôn. Rồi, chiều cao nó 1m. Cao 1m. Cái này ta có đi dây tàn mình của chú chị. Rồi tán ngang 1,3 của chú chị. À, ba cây này của chú có thể thấy ba màu khác nhau. Ba màu khác nhau đó. Đó. Cái màu này nó màu hồng hồng mà đã anh ha. Ờ, cái màu là đẹp. Đó. Em cũng biết là cái tên gì luôn. Đây. Rồi. Nó tươi lắm. Nó sổ là 35. Cái này em không có đo cũ không đi. Dạ rồi. Em không biết đo sao nữa giờ. Nó lên cái cũ xong nó lên thân nhiều thân. Để em lật dây lại. Rồi cái cũ nó 0,25. Dạ. 1m25 chú ha. Đó. Cũ cứ ngắt vậy đó anh ha. Ừ. Cũ này to lắm, đặc béo luôn. Hồi nãy mình đo chiều cao của bộ cũ chưa? Sổ 35 anh. Sổ 35 anh ha. Tàn thì tròn xe quý chú ha. Tàn tròn do luôn. Đây, củ nó đặt cứng như vậy nè. Đó. Cái màu qua đẹp quá. Nắng này dài bữa nữa nó gỗ chân. Dạ, nó đều chân. Nó lên đều chân nè quý chú. Màu nó tươi lắm. Rồi cây này giá sao đây anh ha? Rồi cây này xin giao lưu của chú chị là 9,5 triệu. 9,5 triệu. Ở gần em tặng chậu luôn. Cũng liên lạc hết cô chú, cây không có bị gì hết. 9,5 triệu tặng cái chậu rồng luôn ha. Chậu mới bây giờ. Chậu này chậu 7 không anh?
trồng chỗ lọt lòng 65 ha, hay gì 65. Dạ. Sạch sẽ liên lạc ha cô chú. Hoa này, hoa màu màu này khác biệt. Nó hồng mà nó phấn phấn rồi đấy, đẹp dạ. Quá ha. Đó, kỹ với màu hoa giúp con ha. Rồi, 9 triệu anh hả? 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi luôn chậu. Ở gần em tặng chậu luôn, ở xa để em bó. À, xa thì rút chậu. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp số 4 là mà giao lưu một cặp bông trang đỏ lá nhỏ của chú anh chị. Dạ. Rồi cây này cao 2,5 m rồi cô chú anh chị. 2, 4, 5 tầng anh ha. 5 tầng. Rồi tán ngang 1,5 m á. Dạ, trang xưa của chú ha, một cặp với nhau vậy nè. 5 tầng. Cái mâm 1,5 m rồi cô chú anh chị. Dạ. Mâm 1,5 m. À, chót ở trên thì nó nhỏ dần lại anh ha. Dạ. Rồi. Cái này nguyên cái nguyên một củ một à. Cái bày đặt luôn của chú anh chị ơi. Để em đo cái thằng lớn này của chú anh chị xem cái. Để em quay thước lại. Rồi thằng lớn 24 rồi của chú anh chị ơi. Dạ 24. Này nguyên cái bệ này. Đo hào hào cho cô chú chị tham khảo thôi chứ. Rồi 53 tính 50 thôi. Dạ 50. Đó. Cũng sạch sẽ anh ha. Sạch sẽ không có. Dạ. Này thì nó nằm tại đất của chú ơi, cho nên mình không có đi cái gốc được ha. Nắng thì nó cũng đang chiếu bên đây. Rồi cái này cũng gì nữa cô chú anh chị ơi. Mình liên hệ với anh. Cái này cũng cao 2,5 m nữa. Tán ngang có mâm cũng 1,5 m rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây thì già cây lắm. Cái mâm này em thấy nó đầy anh ha. Mâm. Cái gốc này. Gốc này cũng to cô chú anh chị. Gốc này rất là già. Cũng nằm 2 m đó. Nè để em đo tổng nè. Tổng là 46 tính 45 thôi cô chú chị. Dạ tổng 3 thân ha. 3 thân. Cái này 3 thân một cúp. Thân nào nó cũng tầm từ 20 hay mấy thôi cô chú chị nha. Rồi. Cuộn theo kiểu xưa nè cô chú ha. 5 tầng. Rồi giá như đây anh rồi một cặp trang đỏ lá nhỏ xin giao lưu của chú anh chị là 9,5 triệu em bao ship 200 km hả cô chú anh chị. 9,5 triệu anh ha. Dạ. Dạ. Cặp này thì chưa gõ thì gọi lại cho anh nhé cô chú. Kết bạn Zalo anh gửi hình thêm cho mình nha. Dạ, nó nằm như thế này thì con không đi bên trong được ha. Với lại ngược nắng nữa. Rồi, mình đổi luôn anh ơi. Mã số mấy? Rồi, tiếp theo là mã số 5 là cái này cây khế ngọt Khánh đây. Một cây khế ngọt. Cây này cao có 3 m mấy á. Có 3,5 m á. Cỡ 4 m anh này. Thì mình nói 3,5 m đi cho. 3,5 m đi trừ heo đi chú đo lại đi. 3,5 m heo chú. Hai thước dây còn khúc nữa. Đó. Cái này trồng bóng mát là ok cô chú anh chị. Còn nếu mà muốn thâu ngắn thì mình thâu khúc 3 thân đó cô chú. 3 chia cành đó. Cũng được luôn. Một cốt thẳng băng lên vậy đó anh hả? Thẳng băng luôn. Sạch sẽ lên. Thoát cao heo chú. Cái này không có dướng. Thoát thân không 2 m rồi đó. Dạ. Không có dướng cho nên mình trồng mình cái này nó có cành bay của chú anh chị, chú anh chị nếu mà cắt em cắt trừ hao đó. Rồi. Mình cần trồng rộng ở ngoài chỗ cổng thôi này nọ, cái này cũng được. Cái này đế trả điệu chân rồi của chú anh chị. Cái này bứng nó không làm đế luôn. Không có làm anh ha. Đế điệu chân luôn. Cái này là cây khác nha, cây khác nó ép vô. Đế thì chạc ra, thân nở ra. Rồi, để đo. Rồi vị trí này 94. Dạ 94 hoành. Cách góc đất á, chú chị. Để đây nè, đế này đế nó chạy đều hết trơn nè. Đều hết trơn. Nó không làm đế hết trơn mấy vững. Sao để vững sao để vậy? Vững sao để vậy anh ha. Cây thì sạch sẽ liên lạc của chú ơi, không có bị gì hết. Thẳng đi lên nè, thoát 2 m. Trồng khỏi sợ dướng vậy trơn anh ha. Lấy bóng mát ở trên. Lấy tàn tự nhiên trên cuối cây thì đang ra tược mới. Rồi cái cây khế này giá như thế nào? Rồi cây khế mã số 5 này xin giao lưu của chú anh chị là 6,5 triệu. Bao ship cũng 200 cây. Nặng lắm. Nặng lắm hả? Cái đường kính bầu bao nhiêu vậy anh? Trời, đường kính bầu này chắc mét quá. Quên nãy quên lo những bầu. Rồi đường kính bầu 95. 95.
cao 3,5 m của chú ơi. Đi cái thùng xe cũng phải rộng lắm mới chứa nó. Mà có 6,5 triệu thôi anh ha. 6,5 triệu. Bao ship 200 cây. Dạ. Dạ. Rồi tiếp tục anh ha. Rồi. Sao bắt đầu? Rồi tiếp anh Hải ơi. Tiếp là cái khí chua anh Khánh ơi. Dạ, khí chua của chú ơi. Anh có mấy cây lớn lớn đem về. Rồi cái này 2 m. Dạ, cao 2 m. Em đem về em chưa có làm bầu lại đó cô chú anh chị. Dạ. Chủ lũi vậy đó anh hả? À, chủ lũi. Chơi vậy luôn. Cắt rồi, phôi. Cây này giờ 90 hoành thôi, 92 tính 90 thôi. Dạ, 90. Rồi, đế luôn đi anh ơi, cái bầu này như vậy. Rồi đường kính bầu 95. Dạ. Rồi, nó vậy thôi ha cô chú, khế chua anh hả? Khế chua. Bên này đế cũng khá đế cô chú đi. Dạ. Mà ở đây nó có một lỗ nè, mà nó không sâu. Tay em thọt ra lụng đụng tới à, cô chú anh chị mà nó kéo nè. Thì khế chua cái mạnh lắm, kéo tới đây. Tại em để gì thôi, nhưng mà em chấm lại cho cô chú anh chị. Giá mềm anh ha. Giá mềm. Giá mềm luôn. Rồi cây này như anh? Rồi cây này xin giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu. 3,5 triệu ha. Dạ. Cây cũng già cây lắm rồi chú ơi. Mình có thể lấy mình chơi trên này thì sau đó tùy ha. 3,5 triệu. Cái thân thì sạch sẽ. Đế thì vậy nè. Có làm tàn bóng mát rồi, tàn dù cũng được đó cô chú. Mình lấy trên này nè, mình làm cái tàn dù. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Rồi, tiếp theo là mã số 7 là một cây seri của chú anh chị ơi. Seri. Cái này nó cao cỡ khoảng 2,8 á. Dạ, 2,8. Rồi, seri miền Tây mình anh ha. Dạ, seri miền Tây. Ảnh cũng mới về, ảnh cắt vậy nè, cô chú cắt lại phôi ha. Rồi, vô hoành thân luôn đi anh ơi. Đặc biệt hôm nay có con cây dâu ha, con thấy cây dâu cũng khá lớn. Rồi, thân lo vị trí này 80. Dạ, 80. Ở dưới thì bự hơn ơi chú, ở dưới 90 dính mấy cô chú về. Ở đây nó dính cũng gây gì đó mà mình cắt bỏ luôn ha. Cắt bỏ. Này đặc biệt là không có mục bọng gì cô chú anh chị. Dạ. Cái dạ. Seri. Dàn thân nó đóng nó lắc khéo quá cô chú anh chị. Rồi nhìn kỹ lại là không có mục lũa gì trơn anh dạ, ha. Dạ dạ không mục không lũa hết trơn. Không mục lũa. Giờ giá sao đây anh Hải ha? Rồi cây seri này xin giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu. Dạ cây cũng khá là to chú ơi. Bầu này cũng nặng, bầu này chắc cỡ 80 anh Hải ha. Thì giờ quên đâu giờ kính bầu à. Rồi 85. Rồi. Kính bầu là 85. Cây thân lắc lượng sạch sẽ ha cô chú. 4,5 triệu em bao ship là 200 km nha cô chú anh chị. 4,5 triệu ship 200 cây nữa anh ha. Dạ. Mấy này đi xe tải không tiền bứng về tiền cây nữa cô chú ơi. Không này đi coi kia ghép xe chứ không ghép xe mà lỗ luôn. Không ghép xe lỗ luôn anh ha. Cây nó tới 2 m mấy lần, 2,8 m lần. Cây cũng to lắm, bầu 80 ha. Rồi, tiếp anh ơi. Tiếp theo là một cây khế ngọt cô chú anh chị ơi. Dạ, khế ngọt. Cây này cao tầm 2,3 m, 2,4 m. Cây này cái đế dách chữ A nha chú, cây này mình có thể chơi một cây trực bonsai được nè anh ha. Cắt dạ, lại bonsai là rất là đẹp. Nãy em cắt xương này nè để cô chú anh chị nào muốn chơi tán thì chơi tán cao thì chơi cây này cắt bonsai lùng lại vẫn đẹp cô chú anh chị. Dạ. Đây, dáng trực cây thân nó nở ha chú, dách nở nè. Nở đế đều. Đế đều đều bon luôn cô chú chị. Đế xe. Đế đặt này đặt quẹo luôn nha. Dạ. Anh đi với vậy đi giờ vòng vòng cái đế đây rồi em. Dạ. Rồi. Cây thì cũng sạch sẽ liền lạc anh ha. Cây sạch cây sẽ không một bọng luôn. Mình chơi hai thân quyện cũng được cô chú hoặc là cắt lùng lực là chơi cũng được. Còn chơi tàn cũng được luôn, có chân cành sẵn. Cái này em cắt dư nè, em cắt đây mà em cắt dạ. dư cho cô chú anh chị á. Đế quá đẹp luôn. Đặc biệt là cái này đế đẹp. Đế bên đây nhìn kỹ nữa mới đẹp ha. Ừ. À. Để em vô anh vô xíu xíu. Đế dách mà nó phè ra vậy nè. Rồi em đo vị trí này trên này là 97. Dạ 97 quá. Đây 100 lận. Đây 100 lận luôn. Vị trí này là 100 lận cô chú anh chị ơi. Rồi. Cái đế đặc biệt là đế đặc quẹo luôn. Rồi đường kính bầu 1 m. Dạ. Đường kính bầu 1 m. Đây. Này bonsai mà một cốt lùng lực xuống là cũng rất là đẹp mấy chú đây. Có nhiều cái cách cắt để mình chơi không chú. Cái này. Tại em cắt không cắt dư không để cô chú vậy về cắt lại.
với mình cắt dư lại thế mình là lên xe nó có chạy rẽ gì cái cắt lại. Dạ, chạy đồ này nó chút đỉnh thì mình cắt lại được, dựng lại được anh ha. Rồi, cây này giá sao đây anh Hải ha? Rồi, cây khế này xin giao lưu cô chú anh chị là 7,5 triệu. Nè, bao ship cũng 200 cây luôn. Dạ, 7,5 triệu ha cô chú. Lấy bonsai thì mình cây này đế cực kỳ đẹp của chú anh chị. Dạ. 7,5 triệu. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Rồi, tiếp tục mã số 9 là một cây này dâu vàng nha cô chú anh chị. Một cây dâu vàng. Ờ, cây dâu này thần cô chú anh chị ơi. Em bứng ngay trên bồn của người ta đó. Cây này chiều cao là nó có khoảng 3,5 mét đó cô chú anh chị ơi. Tính 3 mét thôi, tính cái phôi 3 mét thôi. Dạ, tính phôi 3 mét đi. Tăng dâu ngàn. Vàng nha chú. Tán ngang tính 2 mét. Tán rộng 2 mét. Dâu vàng thì mình chơi trái nó đẹp nha chú. Trái đẹp lắm. Trái ra nó mà vàng hực hết trơn, nó chơi. Cây này thần cô chú anh chị, em bứng trên bồn á. Dạ. Rồi, một cây khá là to của chú ơi, cái đường kính bồn này. Cây dâu mà đế đẹp luôn cô chú anh chị, đế này cực kỳ đẹp luôn á. Dạ. Đều bốn mặt luôn. Rồi, mình vô luôn đi anh này, gửi cái em đi anh kia. Đi anh đi giáp dọc. Rồi, đường kính bầu 1,2 mét cô chú anh chị. Đường kính 1,2 mét. Này là theo như nói là trồng bồn hả chú, này là mà cắt cũ à. À, thần bồn. Rồi, 1,2 mét hoành. Đường kính bầu 1,2 mét, hoành thân 1,2 mét luôn. 1,2 mét luôn. Đi vòng cái luôn ha. Cái hai làm đo trên nó chọi chạy nhỏ nhất đó, em đo chạc nhất là bự lắm. Dạ rồi. Đế đẹp nha cô chú. Đế đặt xề cứng nhắc hết trơn. Dâu thì đế rất là đẹp. Tàng đa anh ha. Này đa. Vừa làm bóng mát, vừa chơi cây bonsai ăn trái. Mà trái đẹp lắm cô chú anh chị. Trái vàng luôn cô chú ha. Dâu vàng. Nó chịu trái là cứng cây á. Cây thì đang ra tược mạnh anh ha. Mạnh, cái này ở trên bồn của người ta, em mua của người ta trên bồn. Rồi, một cây dâu vàng, một cốt chicken tàng đa. Cái hành nó rất là to nha chú. Thử đo cái này giùm em cái luôn anh này. Đúng rồi, đo cái cốt 60 mấy luôn chú. 63. Thân thì 120 anh ha. 1,2 mét. Đường kính bầu cũng 1,2 mét luôn. Cây khá là to. Giá nhiêu đây anh Hải ha? Rồi, cây dâu vàng này xin giao lưu cô chú anh chị là 8,5 triệu. Em bao ship có 200 cây à. 8,5 triệu thôi cô chú ơi. Giá quá mềm luôn. Dạ, cây này rất là nặng. Mà cây thì thuần khỏe rồi anh ha. Cây nên mình yên tâm ha, không phải là cây mới bứng ha cô chú. Cây này thần anh bứng trên bồn cô chú anh chị ơi. Dạ. Quý chú thấy mặt cắt cũng biết rồi đó, nếu mà mặt cắt mới là mình nhìn nhận ra ngay. Mấy cây cắt nhỏ này kéo thẹo chân. Rồi, 8,5 triệu anh ha. Dạ. Cũng là cây cuối clip luôn anh ha. Cái này cũng cuối clip anh Khánh ơi. Dạ, rồi. Mình chào luôn anh Hải ha. Cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip chiều qua, xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ, rồi, ủng hộ anh Hải clip này nữa ha chú. Con cũng cảm ơn cô chú rất nhiều và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.